áp nước đang là 4 ký nha các bạn. Quá trình lắp ráp test bộ máy rửa xe một ngựa, motor 1,5 người. Bộ rửa xe dây đai được lắp trên hệ thống chân kê có bánh xe để giúp dễ dàng di chuyển hơn. Đây là thông số của motor. Motor 1,5 ngựa, 1,1 kW, vòng tua 1490. Có trọng lượng là 13 kg. Dây đồng bảo hành 12 tháng. Đầu bơm đa rông. Có dập nổi chữ đa rông. Tay quan nha các bạn. Đây là thông số của máy. Lưu lượng từ 5,4 đến 25 lít trên phút. Áp nước đang là 4 ký nha các bạn. Đồng hồ áp đang 4 ký. Đây là bếp nước.